Khi mình đã vào ngành chăn nuôi thì chúng ta phải tìm hiểu, phải nghiên cứu thật kỹ càng, thật sự là kỹ càng, nghiên cứu ở cách giống tốt này, cách giá thành nó là bao nhiêu, nó biết như thế nào này, giống hợp với từng khu từng vùng như thế nào. Mến chào bà con đến với kênh Nông Lâm.net. Trong những video trước, chú Nguyễn Thanh Bình ở công ty trách nhiệm hữu hạn nhân giống bảo tồn động vật có địa chỉ tại thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ về những kỹ thuật chăn nuôi con cầy vòi mốc. Hôm nay, tiếp tục chương trình, chú Bình có những chia sẻ về giá cả thị trường và một số kinh nghiệm, bài học đắt giá của chú trong chăn nuôi cầy. Quý bà con nào muốn tham quan trực tiếp mô hình này, hãy liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình. Bên cạnh chăn nuôi con chuột mốc, doanh nghiệp của chú Bình còn chăn nuôi và cung cấp con giống các loài động vật hoang dã khác như con rúi mái đảo Thái Lan, con rúi mốc đại Trung Quốc và con giòn. Khi cung cấp con giống ra, công ty đều bảo hành về sức khỏe con giống lên tới 10 ngày, bảo hành sinh sản trong 2 năm đầu tiên và ký hợp đồng bao tiêu đầu ra lên tới 10 năm. Xin chào bà con, xin chào những người đam mê ngành chăn nuôi. Hôm nay tôi lại xin lên một cái bài video giới thiệu về con cầy vòi mốc của công ty nhân giống và bảo tồn động vật tại thôn 2 Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Tôi tên là Vũ Thanh Bình, đang công tác tại công ty. Thì hôm nay tôi chia sẻ với bà con một cái câu chuyện về ngành chăn nuôi và cái công việc chăn nuôi của chúng tôi. Đây, trước mắt tôi là chuồng trại và khu vực chăn nuôi con cầy vòi mốc. Với cái ngành nghề chăn nuôi này thì thực ra nói câu thì rất chuẩn là khi mình đã vào ngành chăn nuôi thì chúng ta phải tìm hiểu, phải nghiên cứu thật kỹ càng, thật sự là kỹ càng, nghiên cứu ở cách giống tốt này, cách giá thành nó là bao nhiêu, nó biết như thế nào này, giống hợp với từng khu từng vùng như thế nào. Cầy vòi mốc hay còn được gọi là chuột mốc, đây là loài vật nuôi cho chất lượng thịt thơm ngon, được giới nhà giàu thượng lưu ưa chuộng nên giá bán cao, ổn định qua các năm và lợi nhuận chăn nuôi cao. Chú Bình chia sẻ, từ lúc bắt đầu chăn nuôi đến thời điểm hiện tại thì giá của con cầy vòi mốc tăng lên theo mỗi năm. Trung bình, mỗi năm giá của cầy vòi mốc sẽ tăng khoảng từ 10 đến 15%. Như trước đây, giá của 1kg thịt cầy là 1 triệu 200 nghìn đồng, đến hiện tại đã lên tới hơn 2 triệu đồng trên 1kg thịt thương phẩm. Về con giống, chú Bình cho biết bên chú có 3 loại tháng tuổi, tương ứng với mỗi loại sẽ có một mức giá khác nhau. Tôi xin chia sẻ một chút về giá thành của con cầy vòi mốc mà công ty bảo tồn động vật tại Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa chúng tôi đang chăn nuôi. Thì đầu tiên thì tôi giới thiệu kỹ thuật thì cũng đã có một hai bài tôi giới thiệu rồi. Thì hôm nay tôi cũng gần như là nói cái câu chuyện hoặc là thông báo cái giá cả hiện tại của giống và thương phẩm của con cầy mốc hiện tại nó ở cái vị trí nào, nó đang ở đâu và cái tình hình là tiêu thụ ra sao. Thì với con cầy mốc, vòi mốc này thì với kinh nghiệm và với cái thời gian nuôi như chúng tôi đã nuôi được thời gian dài như thế 7-8 năm rồi thì giá trị nó từ những cái 1 triệu đến 1 triệu 2 một cân và sau đến từng này thời gian thì giá thành thì cứ mỗi một năm nó lại nhích một tí. Nhưng đặc biệt với những cái này, loại này ấy, thì nó rất chi là ổn định về giá cả và cũng không có sự đột biến nào lớn nào cả, nhưng nó lại cứ mỗi năm nó lại dích lên một tí, cứ mỗi năm nó lại lên độ khoảng 10 đến 15%, rất chi là đều đặn. Tại vì sao nó lại như thế? Bởi vì ở trong cái thị trường này, chăn nuôi cái ngành này nó vẫn còn đang rất chi là ít và cái sự tiêu thụ tôi nhìn nhận thấy là càng ngày thì lại tiêu thụ lại càng lớn ra, thị trường lại càng rộng mở. Đấy. Hiện tại công ty chúng tôi đang cung cấp cái cầy vòi mốc này ra gồm có 3 loại, 3 lứa tuổi và 3 cái giá thành nó khác nhau. Hiện tại chúng tôi là đang cấp ra một loại, gọi là chúng tôi lại gọi là loại nhỡ, tức là con cầy nó đang ở dạng là khoảng 6 đến 7 tháng và chúng tôi cung cấp loại thứ hai rơi vào là 9 đến 10 tháng tuổi. Đó là cái con giống mà hai con giống lứa tuổi mà tôi vừa nói xong là được bà con đang tìm tòi và rất chi là chuộng nuôi ở cái tầm đó. Cái loại thứ ba nữa cũng có nhiều bà con mua về
để chăn nuôi đó là loại bố mẹ từ 4 đến 4 cân rưỡi trở lên. Từ 1 năm tuổi đến trên 1 năm tuổi thì mới đảm bảo đó là con nên được bố mẹ để sinh sản mới phát triển được. Chứ bây giờ không phải bảo là con 8 đến 10 tháng tuổi nói là bố mẹ là đó là không đúng. Theo chú Bình, nuôi chuồn mốc làm ổ chuồng nuôi đơn giản và không tốn kém chi phí. Nhưng bà con tuyệt đối không được chủ quan. Để nuôi những loài động vật hoang dã này, chúng ta cần phải đáp ứng được nhu cầu tập tính của chúng như bên ngoài tự nhiên. Chú Bình khuyên bà con nên đến trực tiếp các trại chăn nuôi bên chú để được tìm hiểu trước khi bắt tay vào làm chuồng. Hiện nay, bên chú Bình có 3 cơ sở chăn nuôi. Cơ sở 1 ở thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cơ sở 2 ở xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Và cơ sở 3 ở thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình. Khi mà bà con đi vào chăn nuôi ấy, thì tôi cũng có lời khuyên cho bà con. Thứ nhất là phải đi tham quan, học hỏi. Đầu tiên là cái mô hình chuồng. Thì các bạn đừng nghĩ cái chuồng trại nó đơn giản. Chuồng trại nó cực kỳ là quan trọng. Tại vì tôi cũng đã va vấp rồi. Tôi cũng phải sửa đi, đập đi, xây lại cũng 2-3 lần rồi. Với cái con cầy thì cái chuồng trại nó quan trọng như thế nào? Thứ nhất là cái đủ diện tích cho nó ở này. Thứ hai là làm sao để cho nó vệ sinh đảm bảo này, không bị sinh bệnh này. Cái thứ ba là ở cái nhiệt độ này, mùa hè như thế nào, mùa đông như thế nào thì bà con phải nắm rõ và phải tìm hiểu kỹ càng như thế. Chọn mua con giống cầy vòi mốc ở đâu uy tín là một điều rất quan trọng, chú Bình chia sẻ. Với những bà con mới bước vào nghề thì sẽ chưa thể nhận biết được đâu là con giống tốt, đạt chuẩn. Vì vậy chú Bình khuyên bà con nên đến thật nhiều trại càng tốt để từ đó có thể biết được những con giống như thế nào là khỏe mạnh. Chú Bình cũng chia sẻ cho bà con một số cách nhận biết con giống bằng mắt thường và biểu hiện của chúng thông qua lối sinh hoạt hàng ngày. Mời bà con cùng theo dõi sau đây. Bà con mới vào, bà con chưa thể tìm hiểu kỹ hết con giống được. Nên theo ý tôi ấy, là nên bà con phải bỏ thời gian công sức đi tìm hiểu con giống. Thì đầu tiên con giống nó phải thực sự có một cái dáng dấp nó khỏe mạnh. Ví dụ tôi nói đơn giản là lông mượt này, mắt sáng này, chạy nhảy khỏe mạnh. Cái thứ hai là phải những cơ sở cung cấp cho các bạn về con giống ấy phải đạt được những cái. Thứ nhất là phải có sự bảo hành cho bà con. Đấy, bảo hành cho bà con thì đó mới là những cái con giống nó phải thực sự khỏe mạnh. Thì người ta mới dám bảo hành, chứ gọi là không có bảo hành thì người ta sẽ nộm nhộm ở cái con giống, đúng không? Đó là một cách gọi là một cái tâm lý, một cái cách để mà phải có trách nhiệm với bà con. Thứ hai trong bảo hành gì là bảo hành khi mình nuôi con cầy vòi mốc hoặc là bất kể con gì nữa thì cũng nói thẳng ra là nó không phải là con nào sinh sản 100%. Nó sẽ có cái sự gọi là những cái con nó không sinh sản được, tôi cứ cho nó là 20-30%. Thì trong vấn đề đó thì những chủ trang trại thì phải có những cái bảo hành cho bà con là khi mình đến chăn nuôi mà đến tầm tuổi sinh sản rồi mà con cầy đó nó không sinh sản được thì anh phải bảo hành cho người ta. Phải bảo hành tức là phải đổi con khác cho người ta. Đấy, anh mang về con đấy về, anh đi bán thịt, bán thương phẩm. Còn là anh phải đổi bảo hành cho người ta một cái con cái khác đảm bảo chất lượng để cho bà con về nó sinh sản được tốt hơn. Đó là những cái cách mà bảo hành để cho bà con phải có sự yên tâm và phải có sự gọi là phát triển tốt. Chứ không có thể là bỏ bỏ qua, bỏ không có thứ được. Hiện tại tôi cũng nghe rất nhiều cái bà con nói về cái câu chuyện mà bây giờ nuôi cầy nó không đẻ. Không đẻ chúng ta phải có sự bảo hành, chúng ta phải được đổi chứ. Đổi trang trại phải đổ lại cho chúng ta chứ. Là người đã từng trải qua thất bại trong chăn nuôi, chú Bình chia sẻ về sai lầm của mình trong chăn nuôi chồn để bà con tránh bị thiệt hại tương tự. Đó là trong quá trình chăn nuôi cầy vòi mốc thuận lợi, thu được lợi nhuận cao, chú Bình đã quyết định mở rộng sang chăn nuôi con cầy hương. Chú nghĩ chúng đều là chồn nên chăn nuôi sẽ không khác nhau nhiều, nhưng kết quả là thất thoát hơn một nửa con giống. Vậy nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại này là gì? Chúng ta cùng nghe chú Bình kể sau đây. Thì tôi kể một câu chuyện. Thì trong 2 năm vừa rồi
tôi cũng đã bị một cái sai lầm rất lớn, và cũng tôi cũng trả giá cho cái sự sai lầm đấy tôi rất chi là cao. Đó là cái câu chuyện là về con cầy. Thì cầy nó có hai loại: cầy vòi mốc và cầy vòi hương. Thì đầu tiên nói về con cầy vòi mốc thì nó là con cầy gọi là sinh sống ở vùng miền Bắc và vùng phía Nam Trung Quốc. Với đặc tính của nó thì với miền Bắc chúng ta thì con cầy vòi mốc chịu đựng được cái nhiệt độ bốn mùa nó rất chi là ok. Nó chịu được mùa nóng này, mùa rét này, tại vì nó là cái bản chất nó là như thế, sống rất khỏe, rất tốt và sinh sản rất đều đặn. Sau nhiều năm tôi chăn nuôi con cầy vòi mốc rất chi là thành công và phát triển, gọi là một cái điều là thành công rất chi là tốt đấy. Thì tôi cũng hơi tham là cũng đi muốn đầu tư sang cái lĩnh vực là con cầy vòi hương, và tôi cũng đã vào trong miền Nam mua một đàn giống cầy hương ra là tổng khoảng 50-60 con cầy vòi hương. Thế là tôi cũng nghĩ như là nuôi là cái con như nuôi con cầy vòi mốc này thôi. Thế là nhưng mà hoàn toàn là không phải thế nào cả. Thế là với một cái lô cầy đó mà tôi nuôi trong tầm khoảng nửa năm mà tôi cũng đã bị hao hụt mất gọi là quá một nửa. Tại vì sao nó lại bị hao hụt như thế? Thì tôi phải thừa nhận một câu là do mình không tìm tòi kỹ càng, do mình không gọi tìm hiểu cái tập tính của nó. Với có con cầy vòi hương ấy thì tôi cũng nói bằng thật luôn, tôi không phải là nói không có bằng chứng, tại vì tôi đã trải qua rồi mà tôi đã thất bại vì con cầy hương. Là với khí hậu miền Nam thì với con cầy vòi hương thì tôi ghi nhận là nó phát triển quá tốt, sinh sản quá đều đặn. Nhưng với cái miền Bắc này thì nó lại không hợp một chút nào cả. Vì sao đó tôi cũng đã nuôi, mà nuôi hai lần rồi chứ không phải một lần. Lần đầu tiên là hai chục con, lần sau tôi mua 50-70 con nữa về nuôi. Nhưng đến cách đây khoảng nửa tháng là tôi cũng đã phải bán thanh lý đi toàn bộ đàn cầy hương, tại vì nó cái sự hao hụt với con cầy hương vòi hương nó quá nhiều. Nên là tôi nếu tôi duy trì tiếp thì nó cũng sẽ lại tiếp tục nói như thế. Nên thế là tôi phải thôi bỏ đi để mình chú tâm vào với cái con cầy vòi mốc này. Trên đây là chia sẻ của chú Bình về kinh nghiệm nuôi chuột mốc. Quý bà con nào muốn chăn nuôi chuột mốc hoặc các loại động vật hoang dã như rúi, giòn thì hãy đến trực tiếp cơ sở chăn nuôi của chú Bình để tìm hiểu cũng như được tư vấn cụ thể cách chăn nuôi. Cơ sở 1 ở thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cơ sở 2 ở xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Và cơ sở 3 ở thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình. Khi cung cấp con giống ra, công ty của chú Bình đều bảo hành về sức khỏe con giống lên tới 10 ngày, bảo hành sinh sản trong 2 năm đầu tiên và ký hợp đồng bao tiêu đầu ra lên tới 10 năm.